các bạn thân mến, chúng ta đang cùng theo dõi những diễn biến trực tiếp từ nhà tập luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ. Và trước mắt chúng ta sẽ là trận chung kết nữ của giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương. Cuộc đối đầu giữa VTV Bình Điền Long An và Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Và điều khiển trận đấu này là tổ trọng tài của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Trọng tài thứ nhất là ông Bùi Văn Mạnh và trọng tài thứ hai là ông Đỗ Xuân Duyệt. Đây là các cô gái Hóa chất Đức Giang Hà Nội, những người sẽ thi đấu trong trang phục áo màu vàng. Đội hình ra sân của Hóa chất Đức Giang Hà Nội gồm có số 19 phụ công Lý Thị Luyến, số 19 phụ công Lý Thị Luyến, số 17 chủ công Nguyễn Thị Xuân đội trưởng, số 10 chủ công Hồng Phương, số 9 phụ công Bích Thủy, số 6 truyền hai Minh Nhâm, số 7 chủ công Tú Linh và libero số 3 Thanh Liên. Huấn luyện viên trưởng là huấn luyện viên Nguyễn Hữu Hà. Còn đây là các cô gái VTV Bình Điền Long An, những người sẽ ra sân trong trang phục áo màu xanh. Và đội hình xuất phát của VTV Bình Điền Long An ở set đầu tiên gồm có số 19 chủ công Khánh Vy, số 4 phụ công Tuyết Hoa, số 14 truyền hai Kim Thoa, số 3 chủ công Thanh Thúy đội trưởng, số 10 phụ công Đào Thị Nhung và số 2 chủ công Kim Thanh, libero là số 16 Kim Liên. Và huấn luyện viên trưởng của VTV Bình Điền Long An là huấn luyện viên Lương Nguyễn Ngọc Hiền. Đây là cuộc đối đầu rất được chờ đợi khi mà tại vòng 1 bảng B giải bóng chuyền vô địch quốc gia diễn ra ở nhà thi đấu Gia Lâm. VTV Bình Điền Long An đã giành chiến thắng kịch tính trước Hóa chất Đức Giang Hà Nội sau 5 set đấu. Nếu đánh bại được Hóa chất Đức Giang Hà Nội trong trận đấu ngày hôm nay, VTV Bình Điền Long An sẽ trở thành đội bóng nữ giàu thành tích nhất tại Cúp Hùng Vương khi có lần thứ 5 vô địch. Trong khi với Hóa chất Đức Giang Hà Nội, đây là lần đầu tiên họ góp mặt tại giải đấu này. Đã có điểm số đầu tiên cho VTV Bình Điền Long An. Hiện tại thì trong lịch sử của Cúp Hùng Vương mới chỉ có 4 đội bóng nữ từng đăng quang. Trong đó thì VTV Bình Điền Long An, Bộ Tư lệnh Thông tin FLC và Ngân hàng Công Thương. 3 đội bóng có cùng 4 chức vô địch. Và đội đã có một lần được hưởng niềm vui tại Cúp Hùng Vương là Thái Bình. Một đều. Đó là tình huống ghi điểm của phụ công Bích Thủy. Kim Thoa, Trần Thị Thanh Thúy. Điểm cho Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Thanh Thúy đã đánh bóng ra ngoài và không chạm vào tay chắn nào của Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Dù thất bại trước VTV Bình Điền Long An ở vòng 1, tuy nhiên thì Hóa chất Đức Giang Hà Nội đã có một trận đấu chơi ngang ngửa với đội bóng tới từ miền Tây Nam Bộ. Và thậm chí thầy trò huấn luyện viên Hữu Hà còn là những người có được khởi đầu tốt hơn khi đã thắng 2 set đầu tiên. Và suýt chút nữa đã có được điểm số quyết định, đã có cơ hội giành match point ở trong set đấu thứ 3 nhưng không thể tận dụng thành công. Hồng Phương, Bích Thủy, người vừa có tình huống phòng thủ hàng sau là Khánh Vy. Một tình huống phòng thủ tốt của Khánh Đăng. Điểm cho VTV Bình Điền Long An 3-2. Người ghi điểm là Kim Thành. Kim Thanh đang cho thấy sự tiến bộ vượt bậc khi được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Lương Nguyễn Ngọc Hiền. Ở mùa giải 2021 thì người ta thấy được Kim Thanh bên cạnh khả năng ghi điểm, cô cũng đã nâng cao được khả năng bắt bước một cũng như là phòng thủ hàng sau. Hồng Phương, điểm cho VTV Bình Điền Long An 4-2. Kim Thoa phát bóng.
Hồng Phương và lăn xả của Khánh Đăng. Lần này thì đã có điểm cho Hóa Chất Đức Giang Hà Nội 3-4. Rất đông các cổ động viên của Hóa Chất Đức Giang Hà Nội đã di chuyển từ Gia Lâm lên Phú Thọ để cổ vũ cho đội bóng của huấn luyện viên Hữu Hà. VTV Bình Điền Long An dưới thời tân huấn luyện viên Lương Nguyễn Ngọc Hiền, người trước này vốn chỉ dẫn dắt các đội trẻ, đang cho thấy sự vượt bậc. Trước thềm vòng 1 giải vô địch quốc gia thì VTV Bình Điền Long An đã có được chức vô địch của giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền. Ở vòng 1 thì họ đứng thứ 2. Và trong trận bán kết của Cúp Hùng Vương, VTV Bình Điền Long An đã có được chiến thắng phải nói là cực kỳ bất ngờ trước Bộ Tư lệnh Thông tin FLC. Họ đánh bại Bộ Tư lệnh Thông tin FLC chỉ sau 3 set đấu. Kim Thành. Điểm cho Hóa Chất Đức Giang Hà Nội 5-4. Khi mà các chủ công của Hóa Chất Đức Giang Hà Nội đang phần nào gặp khó khăn, Bích Thủy đang là mũi ghi điểm chính cho thầy trò huấn luyện viên Hữu Hà. Trần Thị Thanh Thúy, bóng đã chạm vào tay chắn của Hóa Chất Đức Giang Hà Nội. Đó là một tình huống chắn bóng với Tú Linh và Bích Thủy. Điểm 5 đều. Trận chung kết thứ 2 của Hóa Chất Đức Giang Hà Nội kể từ khi đội bóng này được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Nguyễn Hữu Hà. Năm ngoái thì Hóa Chất Đức Giang Hà Nội cũng đã vào tới trận chung kết giải vô địch quốc gia nhưng đã để thua trước Bộ Tư lệnh Thông tin Liên Việt Postbank. Đội bóng hiện đang khoác lên mình cái tên Bộ Tư lệnh Thông tin FLC. Thanh Thúy phát bóng ra ngoài. Đào Thị Nhung, không, đó là Khánh Vy. Bóng ra ngoài, điểm cho Hóa Chất Đức Giang Hà Nội 6-5. Năm 2019 khi được cho mượn tới Kinh Pha Quảng Ninh thì Khánh Vy cũng đã chơi khá tốt. Kim Thanh. Điểm cho Hóa Chất Đức Giang, điểm cho VTV Bình Điền Long An. Pha đánh bóng của Kim Thanh trên chắn và bóng hướng thẳng đến vị trí của Hồng Phương. Tú Linh. Đó là điểm cho Bình Điền Long An. Tú Linh đánh bóng ra ngoài. 7 đều. Bóng ra ngoài và không chạm vào một tay chắn áo xanh nào. Đây là Đào Thị Nhung, phụ công đã được huấn luyện viên Lương Nguyễn Ngọc Hiền đưa về từ đội nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Một điểm nữa cho VTV Bình Điền Long An, một tình huống mà các cô gái hàng sau của Hóa Chất Đức Giang Hà Nội đã phán đoán sai. 8-7 cho VTV Bình Điền Long An. Đó là tình huống bỏ bóng của Nguyễn Thị Xuân. Tám bảy cho VTV Bình Điền Long An khi hai đội bước vào lần hội ý kỹ thuật thứ nhất của set đầu tiên. Tại giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm nay thì giá vé để vào sân theo dõi dao động trong khoảng từ 80.000 đến 100.000 đồng. Tuy nhiên thì theo ghi nhận của truyền thông, giá vé để vào sân theo dõi trận chung kết nữ ngày hôm nay đã tăng lên gấp đôi, từ 150.000 đến 300.000 đồng.
Tú Linh. 8 đều. Tú Linh là chủ công đã được đưa về Hóa chất Đức Giang Hà Nội trước thềm vòng 2 giải vô địch quốc gia năm ngoái. Và với việc đã khoác áo Vietinbank ở vòng 1 thì Tú Linh đã phải làm khán giả trong cả nửa cuối mùa giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm ngoái. Pha ghi điểm của Khánh Vy. 9-8. Minh Nhâm và Lý Thị Luyến. Cùng đánh nhanh. Trong trận bán kết gặp Ninh Bình đối với cô thì Minh Nhâm cũng đã được huấn luyện viên Hữu Hà tung ra sân ngay từ đầu. Tuy nhiên thì khi đó chuyển hai từng khoác áo Quảng Ninh đã chơi không thực sự tốt và sau đó cô đã bị thay bằng Hoàng Kim. Pha bỏ nhỏ của Khánh Vy. Điểm 19 cho VTV Bình Điền Long An. VTV Bình Điền Long An rất có duyên với Cúp Hùng Vương. Họ là một trong 3 đội bóng đã có được 4 chức vô địch tại giải đấu này. Và ở 2 mùa giải gần nhất mà Cúp Hùng Vương được tổ chức vào các năm 2018 và 2019, VTV Bình Điền Long An đều là đội mang cúp về nhà. Hồng Phương. Tiếp tục là Hồng Phương. Vẫn không thể thắng được hai tay chắn của VTV Bình Điền Long An. Đó là những tình huống chắn bóng của Kim Thoa và Tuyết Hoa. Và đã có điểm số thứ 11 cho VTV Bình Điền Long An. Pha ghi điểm của đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy. Và như vậy là huấn luyện viên Hữu Hà đã thay chủ công Hồng Ngát vào sân. Người rời sân là Nguyễn Thị Xuân. Không, Nguyễn Thị Xuân vẫn ở trên sân. Lỗi dính bóng với các cô gái VTV Bình Điền Long An. 10-11. Ở các trận đấu trước đây thì Hồng Ngát thường được tung vào sân để thay cho đội trưởng Nguyễn Thị Xuân. Nhưng hiện tại thì Hồng Ngát đang thay thế cho Tú Linh. Không, Tú Linh vẫn có mặt trên sân. Và Hồng Ngát có lẽ là thay thế cho Hồng Phương. Tuyết Hòa phát bóng. Thêm một điểm nữa cho VTV Bình Điền Long An. 13-10. Và Hóa chất Đức Giang Hà Nội của luyện viên Hữu Hà đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Sau khi VTV Bình Điền Long An thất bại trước Wisan Thái Bình ở trận đấu cuối cùng của họ ở vòng 1 bảng B giải bóng chuyền vô địch quốc gia, thì nhiều người đã nói rằng VTV Bình Điền Long An đã thúc đẩy mình vào thế khó. Thì sẽ gặp được FC ở bán kết. Nhưng cho đến bây giờ thì màn trình diễn của VTV Bình Điền Long An tại Cúp Hùng Vương đang là vô cùng thuyết phục. Tiếp tục là tình huống phát bóng của Tuyết Hoa.
điểm cho Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Lỗi qua tay trên lưới với các cô gái VTV Bình Điền Long An. 11-13. Lỗi qua tay trên lưới với Thanh Thúy. Thanh Thúy đã chạm bóng khi bóng vẫn ở bên phần sân của Hà Nội. Trần Thị Thanh Thúy. Điểm cho VTV Bình Điền Long An. 14-11. Hôm qua thì Thanh Liên đã có một trận đấu vất vả khi phải đối đầu với Bích Tuyền bên phía Ninh Bình Doveco. Còn hôm nay, khó khăn cho libero của Hóa chất Đức Giang Hà Nội còn lớn hơn gấp bội khi cô sẽ phải đối đầu với Kim Thanh và Trần Thị Thanh Thúy, những chủ công có thể coi là hàng đầu của bóng chuyền nữ Việt Nam lúc này. Minh Nhâm và Hồng Ngát. Điểm cho Hóa chất Đức Giang Hà Nội. 12-15. Tình huống bắt bước 1 không thành công của hàng sau VTV Bình Điền Long An. Một tình huống tranh bóng của Kim Liên và Khánh Vy. Hồng Ngát phát bóng. Điểm cho VTV Bình Điền Long An 16-13 và hai đội sẽ bước vào lần hội ý kỹ thuật thứ hai của set 1. Hóa chất Đức Giang Hà Nội có phần thiệt hơn so với VTV Bình Điền Long An về thể lực. Họ vừa mới thi đấu ngày hôm qua và đã có một trận đấu kéo dài tới 4 set trước Ninh Bình Doveco. Đây mới chỉ là lần đầu tiên Hóa chất Đức Giang Hà Nội vào chơi trận chung kết Cúp Hùng Vương. Hay chính xác hơn là đây mới là lần đầu tiên đội bóng này góp mặt tại Cúp Hùng Vương. Năm ngoái thì Hóa chất Đức Giang Hà Nội cũng đã đứng đầu một bảng đấu khi kết thúc vòng 1. Tuy nhiên thì do ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên Cúp Hùng Vương đã không được tổ chức. Trần Thị Thanh Thúy phát bóng. Minh Nhâm, Tú Linh. Kim Thoa chuyển cho ai? Đó là Khánh Vy. Thêm một điểm nữa cho VTV Bình Điền Long An. 17-13. Và đây là một sự thay đổi chủ công. Thanh Thúy rời sân. Người vào sân là Mỹ Tiên. Xét về khả năng phòng thủ hàng sau thì Mỹ Tiên có lẽ là lựa chọn tốt hơn so với Thanh Thúy. Ngoài ra thì huấn luyện viên Lương Nguyễn Ngọc Hiền cũng có thể sẽ giữ sức cho tay đập số 1 của mình để chuẩn bị cho những thời khắc quyết định của set đấu này. Đó là điểm cho Hóa chất Đức Giang Hà Nội 14-17. Một tình huống chuyền dài và trọng tài cho rằng pha đánh bóng của Tú Linh, bóng đã chạm vào tay chắn của VTV Bình Điền Long An. Khánh Vy vừa mang về thêm một điểm nữa cho VTV Bình Điền Long An. Khi
khi mà VTV Bình Điền Long An đang dẫn điểm thì đó sẽ là những lợi thế tâm lý rất tốt cho các tay đập trẻ của đội bóng này như Khánh Vy. Và khi mà họ không gặp quá nhiều áp lực thì những nhân tố trẻ sẽ chơi rất bùng nổ. Những tình huống chơi không ăn ý với nhau của các cô gái hóa chất Đức Giang Hà Nội. Điểm 19-14 cho VTV Bình Điền Long An. Người vừa ghi điểm là phụ công Tuyết Hoa. Những tình huống bước 1 rất lập bập của các cô gái hóa chất Đức Giang Hà Nội. Đào Thị Nhung sẽ là người phát bóng tiếp theo. Sự có mặt của Đào Thị Nhung đã mang đến rất nhiều giải pháp ở vị trí phụ công cho huấn luyện viên Nguyễn Ngọc Hiền. Đánh bóng ra ngoài, thêm một điểm nữa cho VTV Bình Điền Long An. 20-14. Tình huống đánh bóng ra ngoài của Tú Linh. Năm ngoái thì VTV Bình Điền Long An đã văng ra khỏi top 4 giải vô địch quốc gia. Nhưng bây giờ ở mùa giải 2021, dưới triều đại của một huấn luyện viên mới, thì họ lại đang cho thấy mình là ứng cử viên rất nặng ký cho các giải đấu quốc nội, cho chức vô địch của các giải đấu quốc nội ở mùa giải năm nay. Tình huống ghi điểm của Kim Thanh và hàng sau của hóa chất Đức Giang Hà Nội gần như đã đứng chôn chân. Huấn luyện viên Hữu Hà đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Giây hội ý đã trôi qua và hóa chất Đức Giang Hà Nội đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn, đang để VTV Bình Điền Long An dẫn điểm với cách biệt lên tới 7 điểm. Nguyễn Thị Xuân. Lúc này thì trên sân truyền hai của hóa chất Đức Giang Hà Nội đã không còn là Minh Nhâm mà là Hoàng Kim, một truyền hai dày dặn kinh nghiệm. Hoàng Kim mùa trước chơi cho Kinh Bắc Bắc Ninh, vừa có điểm số thứ 22 cho VTV Bình Điền Long An. Với những diễn biến như thế này thì có lẽ VTV Bình Điền Long An sẽ là đội giành phần thắng ở set đầu tiên. Huấn luyện viên Hữu Hà sẽ cần phải tìm ra những giải pháp. Phát bóng ra ngoài. Khi hai đội gặp nhau tại vòng 1 giải vô địch quốc gia thì hóa chất Đức Giang Hà Nội đã nhập cuộc rất tốt. Nhưng bây giờ trong một trận đấu chung kết, một trận đấu với tính chất vô cùng quan trọng, thì hóa chất Đức Giang Hà Nội lại đang tỏ ra là đội bóng yếu thế hơn. Chiến thắng ở set đầu tiên đang ở rất gần với Kim Thanh và các đồng đội. 23-15 rồi. Thêm một điểm nữa cho hóa chất Đức Giang, cho VTV Bình Điền Long An. Một tình huống mà libero Thanh Liên đã bỏ bóng, nhưng trọng tài xác định bóng vẫn rơi trong sân. Chính xác, quyết định của trọng tài là rất chính xác. Set point cho VTV Bình Điền Long An. 9 set point cho VTV Bình Điền Long An. Không có gì phải nghi ngờ về chiến thắng cho VTV Bình Điền Long An ở trong set đấu đầu tiên này. Tú Linh 16-24. Hóa chất Đức Giang Hà Nội vừa có một điểm, vừa có thêm một điểm, nhưng cơ hội vẫn đang thuộc về VTV Bình Điền Long An.
Khánh Vy. Kim Thoa tiếp tục truyền cho Khánh Vy. Thêm một điểm nữa cho Hóa chất Đức Giang Hà Nội. 18-24 và bây giờ thì Trần Thị Thanh Thúy đã vào sân. Chủ công số 1 của VTV Bình Điền Long An đã trở lại sân đấu. VTV Bình Điền Long An chỉ cần thêm một điểm nữa thôi để giành phần thắng ở set đầu tiên. Và những tay đập tốt nhất của họ đã có mặt trên sân. Và đó là một tình huống tấn công từ hàng sau. Điểm cho VTV Bình Điền Long An 25-17. Ngay sau khi trở lại sân thì Thanh Thúy đã chứng tỏ được tài năng của mình. Đội trưởng của VTV Bình Điền Long An đã mang về điểm số quyết định cho đội bóng của mình ở set đấu đầu tiên 25-17. Một chiến thắng cách biệt cho VTV Bình Điền Long An ở set đầu tiên. Nhận của truyền thông thì giá vé vào theo dõi trận chung kết ngày hôm nay đã tăng ít nhất là gấp đôi mức vé thông thường để vào xem tại khu Hùng Vương. Năm nay có giá từ 80 đến 100 nghìn, nhưng riêng ngày hôm nay vé vào sân để xem trận chung kết nữ đã được phe vé bán ra với mức giá dao động từ 150 đến 300 nghìn. Hóa chất Đức Giang Hà Nội đã để thua ở set đầu với tỷ số 17-25. Và ở set đấu thứ hai thì Hồng Ngát và Hoàng Kim là những sự thay đổi của huấn luyện viên Hữu Hà. Hoàng Kim chơi chuyền hai ngay từ đầu. Đã có điểm cho Hóa chất Đức Giang Hà Nội và ghi điểm của Lý Thị Luyến phụ công. Nguyễn Thị Xuân phát bóng. Hồng Ngát. Điểm cho VTV Bình Điền Long An 1-1. Tuyết Hòa phát bóng. Hoàng Kim và Tú Linh. Thêm một điểm nữa cho Hóa chất Đức Giang Hà Nội. 2-1.
tiếp tục là một tình huống ghi điểm ở vị trí số 3 của Lý Thị Luyến. Lý Thị Luyến đang là phụ công có chiều cao tốt nhất trên sân lúc này. Điểm cho Hóa chất Đức Giang Hà Nội 3-1. Tuyết Hoa, bóng đã ra ngoài. Không, đó là pha đánh bóng của Đào Thị Nhung. Bóng ra ngoài. Thêm một điểm nữa cho Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Tú Linh 5-1 cho Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Niềm vui của các cổ động viên Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Đội bóng của họ đang có khởi đầu rất thuận lợi ở trong set đấu thứ hai. Sự điều chỉnh ở vị trí chuyền hai đã mang lại hiệu quả cho đội bóng của đội viên Hữu Hà. Điểm 2-5 cho VTV Bình Điền Long An. VTV Bình Điền Long An cũng vừa thay phụ công. Em gái của Kim Thanh, phụ công Mỹ Duyên, đang có mặt trên sân. Phạt bóng hỏng và thêm một điểm nữa cho Hóa chất Đức Giang Hà Nội. 6-2. Phát bóng hỏng của Kim Thoa. Điểm cho VTV Bình Điền Long An 3-6. Và người ghi điểm là chủ công số 1 của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay, Trần Thị Thanh Thúy. Chất Đức Giang Hà Nội. Chị ơi, chị ơi, quá đi. Tú Linh sẽ là người phát bóng tiếp theo. Kim Thanh. Nguyễn Thị Xuân. Kim Thanh. Và lại là Nguyễn Thị Xuân. Trần Thị Thanh Thúy tấn công từ hàng sau. Đó là tình huống phòng thủ tốt của Hồng Ngát. Đánh bóng ra ngoài. Khánh Vy đã đánh bóng ra ngoài. 8-3 cho Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Và đây là ông bầu Đào Hữu Huyền, người góp công lớn và đóng vai trò quan trọng số 1 trong việc thành lập và đưa Hóa chất Đức Giang Hà Nội vươn tới là một trong những ứng cử viên có các chức vô địch tại hệ thống thi đấu của bóng chuyền nữ quốc gia. 8-3 cho Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Đội bóng Á quân giải vô địch quốc gia năm ngoái đang dẫn 5 điểm khi bước vào lần hội ý kỹ thuật đầu tiên của set đấu thứ hai. Giang Hà Nội đang đứng trước cơ hội để có được danh hiệu đầu tiên kể từ khi thành lập. Năm ngoái thì họ đã vào tới trận chung kết nhưng đã để thua trước Bộ Tư lệnh Thông tin Liên Việt Postbank trong trận chung kết giải vô địch quốc gia. Tú Linh phát bóng.
Kim Thành. Khánh Vy. Tình huống chơi không tốt của hàng sau Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Điểm cho VTV Bình Điền Long An 4-8. Điểm cho Hóa chất Đức Giang Hà Nội lỗi hai chạm với các cô gái VTV Bình Điền Long An. Lỗi hai chạm có lẽ là với Trần Thị Thanh Thúy. Tuyết Hoa. Điểm cho VTV Bình Điền Long An 5-9. Thêm một điểm nữa cho VTV Bình Điền Long An 6-9. Cú Hùng Vương năm nay diễn ra đúng vào dịp lễ giỗ tổ. Bảy chín cho VTV Bình Điền Long An. Và Hóa chất Đức Giang Hà Nội đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Từ cách biệt 5 điểm, bây giờ huấn luyện viên Hữu Hà và các học trò đã để đối thủ rút ngắn xuống chỉ còn 2 điểm thôi. Chung kết nữ của giải bóng chuyền Quốc Hùng Vương diễn ra vào lúc 21 giờ. Đó là thời điểm mà tỉnh Phú Thọ tiến hành bắn pháo hoa. Tỉnh Phú Thọ tiến hành bắn pháo hoa tại khu vực Đền Hùng. Vừa có điểm số thứ 8 cho VTV Bình Điền Long An 8-10. Hồng Ngát. Điểm cho VTV Bình Điền Long An lỗi chạm lưới với các cô gái Hóa chất Đức Giang Hà Nội 9-10. Lỗi chạm lưới với phụ công Lý Thị Luyến. Quyết định chính xác của trọng tài Bùi Văn Mạnh 9-10 cho VTV Bình Điền Long An. Bóng
đẳng cấp của một chủ công dày dặn kinh nghiệm. Đường truyền của Hoàng Kim là không thực sự tốt, nhưng Nguyễn Thị Xuân vẫn biết cách ghi điểm. Một điểm nữa cho Hóa Chất Đức Giang Hà Nội với 29. Kim Thoa, Trần Thị Thanh Thúy đánh bóng trên chắn, điểm 10-12 cho VTV Bình Điền Long An. Ngăn cản Thanh Thúy luôn là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn với bất kỳ đội bóng nào, bất kỳ hàng chắn nào khi đối đầu với VTV Bình Điền Long An. Đập trong, một tình huống đánh lỏng tay của Hồng Ngát, và đã có điểm cho VTV Bình Điền Long An, 11-12. Hóa Chất Đức Giang Hà Nội không chơi đúng như những gì họ đã thể hiện khi đối đầu với VTV Bình Điền Long An ở vòng 1 giải vô địch quốc gia. VTV Bình Điền Long An sẽ trở thành đội bóng nữ giàu thành tích nhất tại giải bóng chuyền Quốc Hùng Vương, hay Hóa Chất Đức Giang Hà Nội sẽ có lần đầu tiên mang được một chiếc cúp về nhà. 12 đều cho VTV Bình Điền Long An. Bây giờ thì cách biệt điểm số đã bị VTV Bình Điền Long An san lấp. Kể cả có chăn bóng thì cũng rất khó cho hàng sau của Hóa Chất Đức Giang Hà Nội có thể ngăn cản, có thể cứu được những tình huống tấn công của Thanh Thúy. Điểm cho Hóa Chất Đức Giang Hà Nội 13-12. Và chúng ta cũng vừa thấy là Minh Nhâm đang có mặt trên sân. Huấn luyện viên Hữu Hà đã thay chuyền 2. Lúc này thì chuyền 2 trên sân là Minh Nhâm. Minh Nhâm thay cho Hoàng Kim. Thanh Thúy thêm một điểm nữa cho VTV Bình Điền Long An, 13 đều. Đó là một tình huống phối hợp đánh bóng chiến thuật giữa Thanh Thúy và Mỹ Duyên. Trong quãng thời gian vừa qua thì có cảm giác như VTV Bình Điền Long An liên tục dồn bóng ra hai biên cho các chủ công. Họ đang sử dụng những tình huống đánh biên. Tình huống nỗ lực của Thanh Liên nhưng đã không thể bắt được một thành công. 14-13 cho VTV Bình Điền Long An. Minh Nhâm, đó là Tú Linh muốn đánh phối hợp với Bích Thủy. 14 đều. Hồng Ngát phát bóng, Kim Thanh thêm một điểm nữa cho VTV Bình Điền Long An, 15-14. Và VTV Bình Điền Long An tiếp tục thay vận động viên. Đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy đã rời sân và nhường lại vị trí cho Mỹ Tiên. Thanh Thúy rời sân khi vị trí của cô xoay xuống hàng sau.
Như vậy là trọng tài đã cho hai đội đánh lại. Điểm cho VTV Bình Điền Long An 16-14. Bình Điền Long An là đội dẫn điểm khi bước vào lần hội ý kỹ thuật thứ hai của set 2. Một tình huống chớp thời cơ rất nhanh của Mỹ Duyên, em gái của Kim Thành. Trước cặp Mỹ Duyên và Kim Thành thì VTV Bình Điền Long An cũng từng sở hữu một cặp chị em và đều chơi ở vị trí chủ công, Dương Thị Nhàn và Dương Thị Hên. Đội bóng nào giành chức vô địch giải bóng chuyền Quốc Hùng Vương sẽ được nhận tiền thưởng 70 triệu đồng. Đội bóng xếp thứ hai sẽ được nhận 50 triệu đồng, đội xếp thứ ba nhận 30 triệu đồng và đội còn lại thì số tiền thưởng là 20 triệu đồng. Vào ngày mai thì Quốc Hùng Vương sẽ tiếp tục diễn ra trận đấu tranh hạng 3 nữ giữa Bộ Tư lệnh Thông tin FLC và Ninh Bình Doveco. Sau đó sẽ là trận đấu cuối cùng, trận chung kết nam giữa Sanes Khánh Hòa và Tràng An Ninh Bình. Mỹ Tiên là người vào sân để thay cho Thanh Thúy. Là Khánh Vy, một tình huống phòng thủ hàng sau không thành công của libero Thanh Liên. 17-15 cho VTV Bình Điền Long An. VTV Bình Điền Long An đang khiến cho những người yêu mến đội bóng này đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ở vòng 1 thì họ có một trận đấu vô cùng vất vả trước Hóa Chất Đức Giang Hà Nội, sau đó lại để thua Vinh Săn Thái Bình. Nhưng ở trận bán kết Quốc Hùng Vương thì có một chiến thắng có thể nói là áp đảo trước Bộ Tư lệnh Thông tin FLC. Và bây giờ thì đang chơi rất tốt khi đối đầu với Hóa Chất Đức Giang Hà Nội. Đánh bóng của Kim Thành. 18-16 cho VTV Bình Điền Long An. Kim Thành đang chơi rất linh hoạt trong tập thể được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Lương Nguyễn Ngọc Hiền. Kim Thành có thể chơi tốt khi đội tổ chức đánh biên và cũng chơi không tồi với những tình huống tấn công từ hàng sau.
chắn được. Em không có ra quá nữa, khi nào mà người ta vào vừa là em bật ở trong về, em bật đi ngoài. Tại sao mà bây giờ chỉ đạo chắn trong không sao lại không đứng ra ngoài chắn? Hãy chơi thoải mái và hãy chơi như bình thường. Đó là những gì mà huấn luyện viên Nguyễn Hữu Hà đã nhắc nhở các học trò trong 30 giây hội ý vừa rồi. Ở trận đấu gặp VTV Bình Điền Long An tại vòng 1, tâm lý của các cô gái Hóa Chất Đức Giang Hà Nội là thoải mái hơn rất nhiều, bởi dù có thua trước VTV Bình Điền Long An, họ vẫn còn cơ hội giành vé dự Quốc Hùng Vương khi còn một trận đấu trực tiếp, đối đầu trực tiếp với Kinh Bắc Bắc Ninh. Nhưng bây giờ thì Hóa Chất Đức Giang Hà Nội đang chơi trận chung kết và sẽ không có chỗ cho những sai lầm sẽ phải trả giá bằng việc ra về tay trắng mà không có cúp. Một tình huống đánh lao giữa Kim Thoa và Tuyết Hoa. Điểm 21-19 cho VTV Bình Điền Long An. Minh Nhâm và Tú Linh 20-21. Cách biệt là rất xích sao. Nếu như Hóa Chất Đức Giang Hà Nội giành phần thắng ở set đấu thứ hai này thì chắc chắn là trận đấu sẽ trở nên kịch tính hơn rất nhiều. Nhưng nếu như VTV Bình Điền Long An tiếp tục giành chiến thắng ở set đấu thứ hai thì rất có thể trận đấu này hoàn toàn sẽ kết thúc chỉ sau 3 set, khi mà tâm lý của các cô gái Hóa Chất Đức Giang Hà Nội sẽ xuống rất thấp. Trần Thị Thanh Thúy, một tình huống bỏ nhỏ. Những nỗ lực của Hóa Chất Đức Giang Hà Nội, nỗ lực cứu bóng của Minh Nhâm, nỗ lực cứu bóng của Minh Nhâm và sau đó là hàng chắn của Hóa Chất Đức Giang Hà Nội đã giúp cho đội bóng này có được điểm số thứ 21. Tỷ số đã được cân bằng 21 đều trong set đấu thứ hai. Khuôn mặt căng thẳng của ông bầu Đào Hữu Huyền, ông bầu của Hóa Chất Đức Giang Hà Nội. 22-21 điểm cho Hóa Chất Đức Giang Hà Nội. Và bây giờ đến lượt VTV Bình Điền Long An. Huấn luyện viên Lương Nguyễn Ngọc Hiền đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật. Nhưng có thể thấy là vị huấn luyện viên của VTV Bình Điền Long An đã dành rất nhiều thời gian cho phụ công Tuyết Hoa. Trần Thị Thanh Thúy đánh bóng trên chắn và đó là điểm cho VTV Bình Điền Long An. 22 đều, trọng tài bắt lỗi hai chạm với các cô gái Hóa Chất Đức Giang Hà Nội. Lỗi hai chạm với Bích Thủy. 22 đều. Kim Thoa phát bóng. Minh Nhâm và Tú Linh. Nỗ lực của Khánh Đăng. Tú Linh, điểm cho Hóa Chất Đức Giang Hà Nội. Khánh Đăng vẫn bay người nhưng đã không thể chạm vào bóng. 23-22.
VTV Bình Điền Long An thêm một lần nữa xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Giữa hai đội chỉ là một điểm thôi. Nếu Hóa chất Đức Giang Hà Nội giành chiến thắng ở set đấu thứ hai này thì đội bóng của huấn luyện viên Hữu Hà sẽ có được lợi thế tâm lý cực lớn. 24, điểm số thứ 24 cho Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Hóa chất Đức Giang Hà Nội đã có được 2 set point. Bước 1 không tốt của Kim Thanh. Bóng thay vì nảy vào trong sân thì lại bay ra ngoài. 24-22 cho Hóa chất Đức Giang Hà Nội. 2 set point cho đội bóng áo vàng. Còn 1 set point. Thanh Thúy vừa rút ngắn cách biệt điểm số 23-24. Quế Nhi rời sân và Khánh Vy đã trở lại sân. Phát bóng ra ngoài. Phát bóng ra ngoài. Thanh Thúy đã phát bóng ra ngoài và 25-23. Hóa chất Đức Giang Hà Nội đã có được phần thắng ở set đấu thứ hai này. Như vậy là sau hai set đấu, hai đội đang tạm hòa nhau với tỷ số 1-1. Nhưng chắc chắn là lợi thế tâm lý đang thuộc về các cô gái Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Đây là lần đầu tiên họ góp mặt trong trận chung kết của Cúp Hùng Vương và cũng mới chỉ là trận chung kết thứ hai của Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Và với chiến thắng ở set đấu thứ hai này thì họ sẽ có được lợi thế tâm lý rất lớn để bước vào các set đấu tiếp theo. Chúng ta cùng quay lại với nhà tập luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ. Nhà thi đấu đang rất sôi động. Các khán giả đang rất hào hứng với trận chung kết nữ giữa Hóa chất Đức Giang Hà Nội và VTV Bình Điền Long An. Lúc này thì hai đội bóng chuẩn bị bước vào set đấu thứ 3 và tỷ số sau hai set đấu đang là 1-1. VTV Bình Điền Long An, những cô gái áo xanh là đội có được khởi đầu tốt hơn khi đã thắng 25-17 ở set đầu. Tuy nhiên thì Hóa chất Đức Giang Hà Nội đã cân bằng tỷ số khi thắng 25-23 ở set đấu thứ hai. Một màu đỏ của các cổ động viên Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Đã có rất đông khán giả có mặt tại nhà tập luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ để theo dõi trận chung kết nữ ngày hôm nay. Giá vé chợ đen cũng đã được đẩy lên gấp đôi so với mức giá thông thường. Vé 100.000 thậm chí còn được đẩy lên gấp 3, lên tới 300.000 đồng.
Người phát bóng mở đầu cho set đấu thứ 3 sẽ là Minh Nhâm, chuyền hai của Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Điểm cho VTV Bình Điền Long An, 1-0 cho VTV Bình Điền Long An. Tình huống ghi điểm của Thanh Thúy, đó là một pha đánh bóng trên chắn của Thanh Thúy. Kim Thoa phát bóng, đập trong, bóng vẫn còn trong cuộc. Và đó là pha ghi điểm của Lý Thị Nguyễn. Không, điểm cho VTV Bình Điền Long An. Như vậy là trọng tài xác định Lý Thị Luyến đánh bóng ra ngoài. Điểm 2-0 cho VTV Bình Điền Long An. Và 3-0 cho VTV Bình Điền Long An. Lý Thị Luyến, Trần Thị Thanh Thúy vừa mang về điểm số thứ 4, 4-0 cho VTV Bình Điền Long An. Một khởi đầu rất thuận lợi cho các học trò huấn luyện viên Lương Nguyễn Ngọc Hiền trong set đấu thứ 3 này. Đó là một tình huống đánh lách chắn của Thanh Thúy, 4-0 cho VTV Bình Điền Long An. Và một chủ công giàu kinh nghiệm Mỹ Hoa đã được huấn luyện viên Hữu Hà tung vào sân. Lý Thị Luyến, Nguyễn Thị Xuân không thể thắng được hai tay chắn của VTV Bình Điền Long An. 5-0, 5-0 cho VTV Bình Điền Long An. Đó là một tình huống chắn hai với Đào Thị Nhung và Kim Thanh. Tình huống chắn hai của VTV Bình Điền Long An. Của mình để nhắc nhở cho chuyền hai Minh Nhâm. Minh Nhâm cần phải đẩy nhanh tốc độ của những tình huống chuyền bóng. Cô cần phải chuyền sớm hơn. Mùa giải năm ngoái thì Hóa chất Đức Giang Hà Nội đã góp mặt trong trận chung kết giải vô địch quốc gia. Tuy nhiên khi đó thì chuyền hai của họ là chuyền hai Nguyễn Thị Thủy, người bây giờ đã trở về Wisun Thái Bình để thi đấu ở mùa giải 2021 này. Kim Thanh, 6-0 cho VTV Bình Điền Long An. Tưởng như Hóa chất Đức Giang Hà Nội sau thắng lợi ở set đấu thứ 2 sẽ nhập cuộc đầy hưng phấn trong set 3 này. Nhưng không, VTV Bình Điền Long An mới đang là đội gây ấn tượng, đang là đội áp đảo ở trong set đấu thứ 3. 6-0 cho VTV Bình Điền Long An. Trần Thị Thanh Thúy, thêm một điểm nữa cho VTV Bình Điền Long An, lỗi hai chạm với Hóa chất Đức Giang Hà Nội, 7-0.
7-0 cho VTV Bình Điền Long An. Và đây là quả phát bóng 6 liên tiếp của Kim Thoa. 8-0 cho VTV Bình Điền Long An. Quá đỗi là bất ngờ. Quá chức Đức Giang Hà Nội chưa thể có được một điểm nào khi bước vào lần hội ý kỹ thuật đầu tiên của set đấu thứ 3. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đánh bóng ra ngoài. Tình huống quay chậm cho thấy rất rõ ràng điều đó. 8-0 cho VTV Bình Điền Long An. Khi hai đội bước vào lần hội ý kỹ thuật đầu tiên của set đấu thứ 3. Việc chạm trán với Hóa chất Đức Giang Hà Nội tại vòng 1 bảng B giải bóng chuyền vô địch quốc gia được coi là bài test khó khăn nhất cho huấn luyện viên Lương Nguyễn Ngọc Hiền kể từ khi dẫn dắt VTV Bình Điền Long An ở mùa giải 2021. Và bây giờ lần tái đấu với Hóa chất Đức Giang Hà Nội rất có thể sẽ khép lại một giai đoạn 1 cực kỳ thành công với VTV Bình Điền Long An. Hóa chất Đức Giang Hà Nội vừa thay chuyền 2. Hoàng Kim vào sân thay cho Minh Nhâm. Chín không cho VTV Bình Điền Long An. Hóa chất Đức Giang Hà Nội thực sự là đang gặp rất nhiều khó khăn. Họ chưa thể có được một điểm nào. Khuôn mặt đầy cảm xúc của huấn luyện viên Hữu Hà. Chưa có một điểm nào cho Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Đây là điểm đầu tiên. Đây là điểm đầu tiên trong set đấu thứ 3. Trọng tài Bùi Văn Mạnh cho rằng bóng đã chạm vào tay chắn của VTV Bình Điền Long An. Góc quay này cũng rất khó để xác định bóng đã chạm vào tay chắn của Bình Điền Long An hay chưa. Thanh Thúy, Lý Thị Luyến chắn bóng thành công. Đào Thị Nhung đã chắn bóng thành công với pha đánh bóng của Lý Thị Luyến. 11 cho VTV Bình Điền Long An. Trận chung kết thứ 2 của huấn luyện viên Hữu Hà kể từ khi anh từ giã sự nghiệp vận động viên. Điểm 20 của Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Và đó là Lý Thị Luyến. Hóa chất Đức Giang Hà Nội sở hữu những chủ công chất lượng, nhưng những điểm số mà họ ghi được gần đây lại là điểm số từ các phụ công. Phát bóng hỏng. 11-2. Quá khó cho huấn luyện viên Hữu Hà. Làm sao để lấy lại tâm lý cho các học trò. Thực tế thì những người trên sân gần như đã là nhân sự tốt nhất mà huấn luyện viên Hữu Hà đang có trong tay. Vấn đề là tâm lý, bản lĩnh của một đội bóng khi phải chơi trận chung kết. Thêm một điểm nữa cho Hóa chất Đức Giang Hà Nội và đó tiếp tục là một điểm số được ghi bởi phụ công. Người ghi điểm là Bích Thủy. Các chủ công chưa để lại dấu ấn nào trong set đấu thứ 3 này của Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Một điểm nữa cho VTV Bình Điền Long An, 12-3. Đây không còn là cuộc đối đầu của hai đội bóng đã từng gặp nhau tại nhà thi đấu Gia Lâm và phải chơi tới set đấu thứ 5. Một cách biệt cực lớn, 9 điểm. Tú Linh, Khánh Vy, Hoàng Kim và Bích Thủy. Điểm cho Bích Thủy và Hóa chất Đức Giang Hà Nội
42. Bích Thủy ghi điểm, nhưng khuôn mặt của cô cũng không bộc lộ được sự vui vẻ. Cách biệt đang là rất lớn. Khánh Vy. Trần Thị Thanh Thúy tấn công từ hàng sau. 13-4. Một pha đánh bóng xuyên chắn hướng thẳng đến vị trí của Tú Linh. Khánh Vy sẽ là người phát bóng tiếp theo. Bích Thủy. Điểm cho VTV Bình Điền Long An 14-4. Cách biệt là 10 điểm. Một tình huống tưởng như rất đơn giản, nhưng khi mà người ta đang gặp vấn đề về tâm lý thì cũng có thể đánh hỏng. Dường như đây mới là điểm đầu tiên được ghi bởi các chủ công của Hóa chất Đức Giang Hà Nội ở trong set đấu thứ 3 này. Hóa chất Hà Nội xin đổi nguyên số 17 Gia Sơn, số 18 Cao Sơn. Nguyễn Thị Xuân rời sân và người vào sân là Trịnh Thị Khánh thay chủ công. Thêm một điểm nữa cho VTV Bình Điền Long An. 15-5. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy Hóa chất Đức Giang Hà Nội sẽ vùng dậy, sẽ trở lại ở set đấu thứ 3 này. Mọi phương án nhân sự đều đã được huấn luyện viên Hữu Hà đưa ra, nhưng chưa tạo ra được sự thay đổi. Như vậy là trọng tài cho phát bóng lại. 16-5. Cách biệt 11 điểm khi hai đội bước vào lần hội ý kỹ thuật thứ 2 của set đấu thứ 3. 60 giây quý giá cho luyện viên Hữu Hà, nhưng cách biệt đã là rất lớn. Huấn luyện viên Hữu Hà có 60 giây để lấy lại tinh thần, để nhắc nhở các học trò. Nếu so về tên tuổi của những con người đang có mặt trên sân thì Hóa chất Đức Giang Hà Nội của ông bầu Đào Hữu Huyền không quá lép vế so với VTV Bình Điền Long An. Nhưng trong một trận đấu cụ thể, và đặc biệt là trong một trận đấu có tính chất cực kỳ quan trọng là trận chung kết, thì cách biệt tỷ số là rất lớn. Thêm một điểm nữa cho VTV Bình Điền Long An. 17-5. Cái lắc đầu ngán ngẩm của huấn luyện viên Hữu Hà. Mọi sự thay đổi đều đã được đưa ra, nhưng VTV Bình Điền Long An thì cứ ngày một nới rộng cách biệt. Mười bảy năm. Một set đấu khiến cho người ta liên tưởng đến set đầu tiên
của trận đấu giữa VTV Bình Điền Long An và Bộ Tư lệnh Thông tin FLC. Đó là một set đấu mà VTV Bình Điền Long An đã giành chiến thắng trước Bộ Tư lệnh Thông tin FLC với tỷ số 25-12. Một tỷ số cực kỳ cách biệt, 25-12. Vừa có một điểm nữa cho Hóa chất Đức Giang Hà Nội khi mà các cô gái VTV Bình Điền Long An bị trọng tài bắt lỗi hai chạm. 6-17. Điểm cho Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Và chúng ta cũng có thể thấy là trên sân thì libero của Hóa chất Đức Giang Hà Nội lúc này đang là Lệ Phương, không còn là Thanh Liên. Thanh Liên dường như cũng đã gặp vấn đề về tâm lý. Điểm cho Hóa chất Đức Giang Hà Nội, người ghi điểm đó là Mỹ Hoa. Chủ công đã từng có những giai đoạn đeo băng đội trưởng của Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Một điểm nữa cho Hóa chất Đức Giang Hà Nội, 9-17. Những cầu thủ thường xuyên làm quen với băng ghế dự bị thì bây giờ lại đang đóng vai trò cứu tinh cho Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Đó là Mỹ Hoa, đó là Trịnh Thị Khánh. Và có lẽ là tín hiệu xin tạm dừng trận đấu để hội ý của VTV Bình Điền Long An. Chất Đức Giang Hà Nội chỉ còn cách chức vô địch Cúp Hùng Vương, danh hiệu đầu tiên trong lịch sử của đội bóng này, một chiến thắng nữa thôi. Nhưng đối thủ của họ lại đang là một trong ba đội bóng giàu thành tích nhất của Cúp Hùng Vương là VTV Bình Điền Long An. 18-9 cho VTV Bình Điền Long An. Thanh Liên đã trở lại sân. Trần Thị Thanh Thúy chắn bóng thành công. Tình huống chắn bóng của phụ công Đào Thị Nhung. 19-9. Một tình huống chắn hai với Đào Thị Nhung và Kim Thanh. Và bóng có lẽ thậm chí còn chạm vào lưới, dội ngược lại sân của Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Điểm số thứ 10 Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Người phát bóng là chủ công Trịnh Thị Khánh. 20-10. Và Thanh Thúy đã được cho ra sân nghỉ. Vào sân là Mỹ Tiên, một cựu cầu thủ của đội tuyển quốc gia. Điểm cho Hóa chất Đức Giang Hà Nội.
người ghi điểm là phụ công Trịnh Thanh Huyền, số 11. Trịnh Thị Huyền phát bóng và huấn luyện viên Lương Nguyễn Ngọc Hiền cũng thay chuyền hai, Quý Uyên vào sân để thay cho Kim Thoa. Mỗi sự thay đổi chuyền hai ít nhiều cũng sẽ tạo ra được những sự bất ngờ cho đối thủ. Và đã có điểm cho VTV Bình Điền Long An, 21-11. Cách biệt vẫn là 10 điểm. Quá khó cho huấn luyện viên Hữu Hà. Bích Thủy mang về điểm số thứ 12 cho Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Phát bóng ra ngoài. Hóa chất Đức Giang Hà Nội có được một điểm nhưng sau đó thì Mỹ Hoa lại phát bóng ra ngoài. 22-12. Có lẽ là huấn luyện viên Hữu Hà đang tính toán cho set đấu thứ tư. Việc mà Hóa chất Đức Giang Hà Nội có thể lội ngược dòng, tạo ngược tình thế trong set đấu thứ ba này có lẽ là chỉ tồn tại trên lý thuyết. Bích Thủy đã đánh bóng trúng vào huấn luyện viên Lương Nguyễn Ngọc Hiền. Kim Thành rời sân và nhường chỗ lại cho Quế Nhi. Trịnh Thị Khánh điểm cho Hóa chất Đức Giang Hà Nội, 4-22. Khánh Vy 15-22. Và Kim Thoa đã trở lại sân. Hóa chất Đức Giang Hà Nội vừa rút ngắn cách biệt, vừa có liên tiếp những điểm số, nhưng đội hình chính của VTV Bình Điền Long An hầu hết vẫn đang ngồi ngoài. 16-22, thêm một điểm nữa cho Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Và Trần Thị Thanh Thúy đã trở lại sân. Những cầu thủ đánh chính của huấn luyện viên Lương Nguyễn Ngọc Hiền đang dần được đưa trở lại sân. Vẫn chưa để có niềm vui cho huấn luyện viên Hữu Hà. Khánh Vy điểm cho VTV Bình Điền Long An, 23-16. Tám set point cho VTV Bình Điền Long An. Không thể có một set thắng đậm như khi đối đầu với Bộ Tư lệnh Thông tin FLC. Nhưng điều đó không quan trọng. VTV Bình Điền Long An sẽ dẫn 2-1 khi hai đội bước vào set đấu thứ tư. Và 25-16. Set đấu thứ ba đã kết thúc với phần thắng nghiêng về VTV Bình Điền Long An.
Một set đấu mà Bình Điền Long An thực sự đã chơi rất áp đảo trước khóa chất Đức Giang Hà Nội. Và đã có lúc họ dẫn với cách biệt lên tới 10 điểm. VTV Bình Điền Long An dẫn 2-1 khi hai đội bước vào set đấu thứ tư. Trở lại với nhà tập luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ để theo dõi set đấu thứ tư trận chung kết nữ giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương giữa VTV Bình Điền Long An và Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Sau 3 set đấu thì VTV Bình Điền Long An đang tạm dẫn Hóa chất Đức Giang Hà Nội với tỷ số là 2-1. Một set thắng nữa, VTV Bình Điền Long An sẽ có được chiếc cúp vô địch thứ hai khi hành quân ra Bắc ở đầu mùa giải 2021 này. Khánh Vy phát bóng mở đầu cho set 4. Nguyễn Thị Xuân 1-0 cho Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Trần Thị Thanh Thúy set đấu thứ tư này thì chủ công số 10 Hồng Phương đã được đưa trở lại sân. Hồng Phương, chủ công của Hóa chất Đức Giang Hà Nội, đánh bóng ra ngoài, điểm cho VTV Bình Điền Long An 1-0. Thanh Thúy, điểm cho VTV Bình Điền Long An 2-2. Một tình huống mà huấn luyện viên Hữu Hà không thể hài lòng. Lẽ ra thì hàng chắn của Hóa chất Đức Giang Hà Nội nên hơi lùi vào phía bên trong sân một chút.
Hồng Phương, Thanh Thúy, 3-2 cho VTV Bình Điền Long An. Cách đây khoảng 10 năm thì VTV Bình Điền Long An được biết đến nhiều hơn với những phụ công chất lượng như là Ngọc Hoa. Nhưng bây giờ thì đội bóng này lại đang sở hữu những chủ công hàng đầu như là Thanh Thúy hay là Kim Thanh. Khánh Vy cũng là một chủ công rất tiềm năng, vừa có điểm cho Hóa Chất Đức Giang Hà Nội 3-3. Và ghi điểm của Bích Thủy. Một tình huống ghi điểm ở vị trí số 3. Thanh Thúy, Hồng Phương đã không thể thắng được tay chắn của VTV Bình Điền Long An. Đó là một tình huống chắn 2 với Thanh Thúy và Đào Thị Nhung. Và Hồng Ngát đã vào sân để thay cho Hồng Phương. Một trận đấu có thể nói là rất đáng thất vọng với chủ công số 10. Hồng Phương đã chơi cực hay trong trận đấu mà VTV Bình Điền Long An đã phải thắng xít sao 3-2 trước Hóa Chất Đức Giang Hà Nội ở giải vô địch quốc gia. Nhưng trong trận chung kết này thì chủ công số 10 của Hóa Chất Đức Giang Hà Nội lại chơi không tốt một chút nào. Năm 3 cho VTV Bình Điền Long An. Hồng Ngát đã chạm tay vào bóng khiến cho bóng đổi hướng ra khỏi tầm khống chế của Thanh Liên. Đó lẽ ra nên là một tình huống sử dụng kỹ thuật chuyền cao tay. Thêm một điểm nữa cho VTV Bình Điền Long An, 6-3. Và Hóa Chất Đức Giang Hà Nội đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Một tình huống mà Hồng Ngát đã không sử dụng kỹ thuật chuyền cao tay. Và sau đó lại là một tình huống mà Tú Linh và Nguyễn Thị Xuân không thể phòng thủ đằng sau thành công. Hóa Chất Đức Giang Hà Nội đã thay chuyền 2. Bây giờ thì Minh Nhâm là chuyền 2 trên sân thay cho Hoàng Kim. Ở vòng 2 thì VTV Bình Điền Long An của huấn luyện viên Lương Nguyễn Ngọc Hiền sẽ nằm cùng bảng đấu với đội bóng đương kim vô địch giải quốc gia Bộ Tư lệnh Thông tin FLC, nằm cùng bảng với Than Quảng Ninh và Huy San Thái Bình. Và có lẽ với những gì mà VTV Bình Điền Long An đã và đang thể hiện thì Bộ Tư lệnh Thông tin FLC và Than Quảng Ninh sẽ là hai đội bóng phải rất dè chừng với cô trò huấn luyện viên Lương Nguyễn Ngọc Hiền. Trọng tài vừa bắt lỗi hai chạm với các cô gái VTV Bình Điền Long An. Điểm 5-6 cho Hóa Chất Đức Giang Hà Nội.
Minh Nhâm và Bích Thủy. 6-7 cho Hòa trước Đức Giang Hà Nội. Thực sự thì trận chung kết nữ ngày hôm nay tính cho đến lúc này với Hòa trước Đức Giang Hà Nội là một trận đấu mà các phụ công của huấn luyện viên Hữu Hà chơi nổi bật hơn hẳn các chủ công. Tiến Hòa một chân sau đầu, 8-6 cho VTV Bình Điền Long An. Và hai đội bước vào lần hội ý kỹ thuật đầu tiên của set 4. Lúc này thì những phụ công mà VTV Bình Điền Long An đang có gồm có Tuyết Hoa, có Đào Thị Nhung và có Mỹ Duyên. Ngoài ra thì huấn luyện viên Lương Nguyễn Ngọc Hiền còn một phụ công khác, một phụ công cũng còn trẻ là Cẩm Linh. Trận đấu rất khó khăn với Thanh Liên. Và thực sự thì tính cho đến lúc này, sau hai trận đấu, Thanh Liên chơi không quá xuất sắc ở Cung Vương năm nay. Đó là một tình huống bỏ truyền của các cô gái Hòa chất Đức Giang Hà Nội. Điểm 7-8. Tiến Hòa. Khánh Vy. Không được. Không thể có một tình huống đập bóng cho Tú Linh. Và sau đó thì VTV Bình Điền Long An đã có được điểm số thứ 9. 9-7. Tú Linh đã không thể đập bóng. Bởi lúc mà chủ công số 7 này băng vào thì bóng đã rơi thấp hơn mét lưới. Một điểm nữa cho VTV Bình Điền Long An. 17. Những biểu cảm thực sự là trái ngược nhau. Đưa hẳn tay sang, ôm lấy. Nào. 30 giây hội ý cho Hóa chất Đức Giang Hà Nội đã khép lại. Những gì mà huấn luyện viên Hữu Hà nhắc các học trò vẫn liên quan đến vấn đề về tâm lý. Hòa chất Đức Giang Hà Nội đang chơi không đúng như những gì họ đã thể hiện tại giải vô địch quốc gia ở vòng 1, cũng không đúng với những gì họ đã thể hiện trong trận đấu với Ninh Bình Doveco. Thêm một điểm nữa cho VTV Bình Điền Long An, 11-7. Thực sự là chưa đến lần hội ý kỹ thuật thứ hai của set đấu thứ tư. Anh Thúy đã gặp vấn đề khi tiếp đất. Không biết là Thúy có thể tiếp tục thi đấu được hay không. Nhưng nếu như chủ công số 3 của VTV Bình Điền Long An không thể tiếp tục thi đấu, đó sẽ là một bất lợi cực lớn cho huấn luyện viên Lương Nguyễn Ngọc Hiền. Thúy đã gặp vấn đề khi tiếp đất, rất có khả năng sẽ bị lật cổ chân. Điểm cho Hóa chất Đức Giang Hà Nội, 8-11. Với biểu cảm như thế này thì rất khó để Thanh Thúy có thể tiếp tục
Và đó sẽ là một mất mát vô cùng lớn cho VTV Bình Điền Long An nếu như chủ công số 1 của họ không thể thi đấu. Nguyễn Đình Xuân. Bây giờ thì Hóa chất Đức Giang Hà Nội bỗng nhiên lại được tiếp thêm động lực khi mà họ sẽ không phải đối mặt với những tình huống đập bóng của Thanh Thúy. Những nỗ lực phòng thủ hàng sau của Kim Liên. Nguyễn Thị Xuân. Bóng ra ngoài, đó là điểm cho VTV Bình Điền Long An. 12-8. Ở mùa giải 2019 đã từng có một trận chung kết giữa Bộ Tư lệnh Thông tin Liên Việt Postbank và VTV Bình Điền Long An. Khi đó thì trận đấu đang diễn ra ở set đấu thứ 5. Và Linh Chi, chuyền hài chính của Thông tin, cũng đã gặp chấn thương khi tiếp đất và khiến cho cô không thể tiếp tục thi đấu. Lúc đó thì Thông tin đang dẫn điểm trong set đấu thứ 5. Nhưng cuối cùng thì họ đã phải thất bại chung cuộc trước VTV Bình Điền Long An. Và bây giờ khi mà VTV Bình Điền Long An đang đứng trước ngưỡng cửa của chiến thắng thì chủ công số 1 của họ Trần Thị Thanh Thúy, người đội trưởng của họ, có lẽ là sẽ không thể tiếp tục thi đấu trong trận chung kết ngày hôm nay nữa. Vừa có điểm số cho Hóa chất Đức Giang Hà Nội, một tình huống chắn bóng thành công. Chín mười hai cho Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Điểm cho VTV Bình Điền Long An 13-9. Có lẽ là Thanh Thúy đã bị lật cổ chân trong tình huống tiếp đất. Điểm cho Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Nguyễn Thị Xuân phát bóng. Chúng ta cùng chờ quyết định của trọng tài. Đó là điểm cho VTV Bình Điền Long An. Như vậy là trọng tài xác định bóng đã chạm vào tay chắn của Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Một đường chuyền dài, bóng có lẽ là đã chạm vào tay của Minh Nhâm. Một tình huống chuyền dài của Kim Thoa ra biên cho Kim Thành. Bích Thủy. Kim Thoa. Hồng Ngát đã đánh bóng không qua lưới. Điểm số thứ 16 cho VTV Bình Điền Long An. Cao trò của huấn luyện viên Lương Nguyễn Ngọc Hiền dẫn 6 điểm khi bước vào lần hội ý kỹ thuật thứ 2 của set đấu thứ 4. Một tình huống mà lẽ ra Hồng Ngát có thể làm tốt hơn. Thanh Thúy vẫn đang cần đến sự chăm sóc của các đồng đội. Có lẽ là Thúy sẽ phải làm khán giả trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu ngày hôm nay. Sẽ không thể tiếp tục thi đấu được nữa. Đây là mất mát rất lớn với VTV Bình Điền Long An. Và ngược lại cũng là cơ hội vàng để Hóa chất Đức Giang Hà Nội có thể hy vọng lội ngược dòng. Minh Nhâm. Minh Nhâm và Bích Thủy. Nỗ lực của Khánh Đăng và Kim Thoa. Minh Nhâm.
Hồng Ngát. Kim Thoa và chuyền cho Khánh Vy. Hồng Ngát đánh bóng ra ngoài. 17-10 cho VTV Bình Định Long An. Có lẽ là huấn luyện viên Hữu Hà sẽ thay Hồng Ngát. Chủ công số 5 chơi không thực sự tốt trong những tình huống gần đây. Và đúng là Hồng Phương số 10 đã vào sân để thay cho Hồng Ngát. Đã có điểm cho Hóa chất Đức Giang Hà Nội 11-17. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Và di chuyển và đánh bóng của Bích Thủy. Mười một mười bảy, cách biệt là 6 điểm. Khánh Vy, Tú Linh, 1 điểm nữa cho Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Trọng tài bắt lỗi chạm lưới với các cô gái VTV Bình Điền Long An. Trận đấu đang rất căng thẳng. Lỗi chạm lưới có lẽ là cho Kim Thành, khi mà Thanh Thúy không thể thi đấu thì Kim Thành đang là đội trưởng trên sân lúc này của VTV Bình Định Long An. Thêm 1 điểm nữa cho Hóa chất Đức Giang Hà Nội 13-17. Và VTV Bình Điền Long An đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý. VTV Bình Điền Long An đang dẫn điểm. Bình Điền Long An vẫn đang dẫn điểm, nhưng lợi thế về tâm lý dường như lại đang nghiêng về Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Rất hồi hộp, Thanh Thúy liệu có thể tiếp tục trở lại thi đấu hay không. Thêm 1 điểm nữa cho Hóa chất Đức Giang Hà Nội 14-17. Đúng là Bình Điền Long An đang gặp rất nhiều khó khăn. Kim Thanh đã không thể thắng được tay chắn của Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Kim Thoa. Kim Thoa chuyển cho ai? Đó là Đào Thị Nhung. Nhưng bóng vẫn còn trong cuộc. Kim Thanh. Điểm cho VTV Bình Điền Long An 18-14. Khi mà Thanh Thúy không có mặt trên sân thì dấu ấn mà Kim Thành để lại là cực kỳ lớn. Kim Thành vừa là người đảm nhiệm vai trò phòng thủ hàng sau và bắt bước 1 khi cô xoay vị trí xuống hàng sau, và bây giờ thì cũng đang đóng vai trò là tay ghi điểm chính cho VTV Bình Điền Long An. Một điểm nữa cho VTV Bình Điền Long An 19-14. Lỗi dính bóng với các cô gái Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Lỗi dính bóng có lẽ là với Thanh Liên. Điểm cách biệt rất hồi hộp.
Chất Đức Giang Hà Nội 16-19. Nỗ lực cứu bóng của Khánh Vy. Nếu như Hóa Chất Đức Giang Hà Nội không thể, như vậy là Thanh Thúy đã trở lại sân. Thanh Thúy vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Và đó sẽ là động lực tinh thần cho các cô gái VTV Bình Điền Long An. Kim Thanh vừa ghi thêm một điểm nữa cho VTV Bình Điền Long An. 20-16. Tú Linh. Hoàng Kim chuyền cho ai? Đó là Lý Thị Luyến. Điểm cho Hóa Chất Đức Giang Hà Nội 17-20. Một tình huống đánh lao ngắn của Hoàng Kim và Lý Thị Luyến. Hoàng Kim phát bóng. Khánh Vy đánh bóng ra ngoài. 18-20. Thêm một điểm nữa cho Hóa Chất Đức Giang Hà Nội. Và VTV Bình Điền Long An đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Sẽ là niềm vui hay là nỗi buồn cho các cổ động viên của Hóa Chất Đức Giang Hà Nội sau khi trận đấu này kết thúc đây. Hoàng Kim phát bóng. Bóng đã rơi bên ngoài sân. Đó là quyết định của trọng tài. Điểm cho VTV Bình Điền Long An. 21-18. Nguyễn Thị Xuân cho rằng bóng đã chạm tay. Bóng đã chạm vào tay chắn của VTV Bình Điền Long An. Nhưng trọng tài thì nói không. Điểm 22-18 cho Bình Điền Long An. Nguyễn Thị Xuân nỗ lực phòng thủ hàng sau của Khánh Đăng. Nguyễn Thị Xuân. Vẫn là Khánh Đăng. Nỗ lực của Hồng Phương. Và Trần Thị Thanh Thúy là người vừa mang về điểm số thứ 23 cho VTV Bình Điền Long An. 23-18 cho Bình Điền Long An. Dường như là Thanh Thúy đang nén đau để thi đấu nốt trận đấu ngày hôm nay. 23-18
cho VTV Bình Điền Long An. Cho VTV Bình Điền Long An. 6 Championship Point cho VTV Bình Điền Long An. Và huấn luyện viên Hữu Hà đang đối diện với thất bại thứ hai trong sự nghiệp cầm quân của mình. Trận chung kết thứ hai của Hóa chất Đức Giang Hà Nội sau trận chung kết giải vô địch quốc gia vào năm ngoái. Và rất có thể đây cũng sẽ là thất bại thứ hai của đội bóng này. Vẫn chưa thể có được một chiếc cúp nào cho Hóa chất Đức Giang Hà Nội. 19-24 nhưng vẫn còn 5 Championship Point cho VTV Bình Điền Long An. Hóa chất Đức Giang Hà Nội đã đầu tư rất nhiều. Họ đã đưa về Tú Linh, đã đưa về Nguyễn Thị Xuân, Thanh Liên, Hoàng Kim rồi Minh Nhâm. Nhưng vẫn chưa thể có được một danh hiệu nào. Hồng Phương đánh bóng ra ngoài. Và VTV Bình Điền Long An đã trở thành đội bóng nữ giàu thành tích nhất trong lịch sử của Cúp Hồng Vương. Cô trò huấn luyện viên Lương Nguyễn Ngọc Hiền đã có được chức vô địch thứ 5 tại Cúp Hùng Vương. Họ đã trở thành đội bóng nữ số 1 tại giải đấu này. Chiếc cúp thứ 2 cho huấn luyện viên Lương Nguyễn Ngọc Hiền ở mùa giải 2021 sau chức vô địch giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền. Và điều đó cũng đồng nghĩa là thất bại thứ 2 trong trận chung kết cho Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Vẫn còn rất nhiều điều để làm với huấn luyện viên Hữu Hà. Khuôn mặt buồn bã của ông bầu Hóa chất Đức Giang Hà Nội, ông Đào Hữu Huyền, vẫn chưa thể có được một danh hiệu cho Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Chúc mừng VTV Bình Điền Long An và huấn luyện viên Lương Nguyễn Ngọc Hiền. Họ đã có được chức vô địch thứ 2 trong mùa giải 2021 này. Một chiến thắng khó khăn và rất thuyết phục của Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Thành Thúy bước đi tập tễnh, nén đau để giúp cho VTV Bình Điền Long An giải quyết được trận đấu trong set đấu thứ 4. Chúc mừng VTV Bình Điền Long An. Bây giờ thì có lẽ là Bộ Tư lệnh Thông tin FLC và Than Quảng Ninh sẽ phải rất dè chừng với VTV Bình Điền Long An. Đội bóng đã bật ra khỏi top 4 mùa trước, đang trở lại đây mạnh mẽ trong mùa giải 2021 này. Vào ngày mai thì giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương sẽ tiếp tục diễn ra trận tranh hạng 3